huấn luyện viên Mai Đức Chung và các tuyển thủ nữ nhận xét về bảng đấu FIFA World Cup nữ 2023. Đánh giá về việc đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng đấu được cho đầy khó khăn khi phải chạm trán đương kim vô địch Mỹ và đương kim Á quân Hà Lan. Huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung chia sẻ, đây là cơ hội quý để các cầu thủ Việt Nam được thi đấu với các đối thủ hàng đầu thế giới. Trả lời phỏng vấn trên trang web của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung, người trực tiếp có mặt tham dự lễ bốc thăm FIFA World Cup nữ 2023, chia sẻ, chúng ta vào bảng đấu rất tốt. Tốt ở điều chúng ta không thể bỏ tiền mời đội tuyển nữ Mỹ hoặc Hà Lan sang đấu với chúng ta. Đây đều là những đội bóng hàng đầu thế giới. Đội tuyển nữ Việt Nam lại được dịp thi đấu với họ. Chúng tôi rất hạnh phúc và vui mừng. Được thi đấu như vậy, vận động viên sẽ ngày càng tiến bộ hơn. Qua đây, các chị làm gương cho các em trẻ, bóng đá nữ chúng ta chưa thực sự phát triển. Có những tấm gương được thi đấu World Cup như này, các bạn trẻ tích cực tập luyện hơn, đồng hơn, có nhiều gương mặt tốt mới ở đội tuyển nữ Việt Nam. Về các đội cạnh tranh suốt playoff, Bồ Đào Nha ở châu Âu nền tảng thể lực tốt, tôi nghĩ là họ sẽ vào bảng đấu của chúng ta. Chúng ta yếu hơn Bồ Đào Nha và các đội trên. Vì thế, càng gặp đội mạnh chúng ta càng phải nỗ lực nhiều hơn. Trong năm 2023, chúng ta có nhiều giải đấu, đầu năm chúng ta có giải vô địch quốc gia trong nước. Sau đó tập trung đội tuyển nữ chuẩn bị cho vòng sơ loại Olympic, tiếp tục tập trung để đá SEA Games 32 sau SEA Games. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung chuẩn bị cho World Cup là giải đấu quan trọng nhất. Chúng tôi có kế hoạch đi châu Âu tập huấn để làm quen với các đội bóng có thể mạnh như Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha hay Thái Lan. Thái Lan chúng ta gặp nhiều, nhưng các đội châu Âu thì đội tuyển nữ Việt Nam còn ít cơ hội chạm trán. Chính vì thế, tập huấn ở Đức khá bổ ích. Sau World Cup, chúng ta sẽ tham dự ASEAN ở Trung Quốc rồi đá vòng 2 của Olympiad, nhiệm vụ khá nặng nề trong năm 2023. Chúng tôi sẽ tập trung nhiều vận động viên hơn để tuyển chọn những nhân tố tốt nhất, nhiều gương mặt trẻ đưa lên đội để đào tạo. Không bất ngờ về kết quả bốc thăm, đội trưởng Huỳnh Như cho biết, với cá nhân Như thì dù gặp bất kỳ đối thủ nào, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đều sẽ thi đấu hết sức mình và sẽ làm tất cả để chiến thắng. Hiện Như đang thi đấu cho câu lạc bộ tại Bồ Đào Nha. Lúc mới qua đây, các đồng đội của Như đều không biết Việt Nam ở đâu nên cá nhân Như. Nghĩ việc đội tuyển nữ Việt Nam tham dự FIFA World Cup 2023 không chỉ là dịp được thi đấu, học hỏi từ các đối thủ hàng đầu thế giới mà còn là cơ hội để đưa tên tuổi Việt Nam khẳng định với bạn bè các nước tại sân chơi World Cup. Cùng một số thành viên đội tuyển nữ Việt Nam theo dõi lễ bốc thăm tại Đại sứ quán Australia sáng ngày 22 tháng 10, tiền vệ săn bàn Nguyễn Thị Tuyết Dung tỏ ra hào hứng với kết quả bốc thăm. Cô cho biết, vào đến vòng chung kết là vinh dự và tự hào của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nói riêng, bóng đá Việt Nam nói chung. Vì vậy, các thành viên trong đội tuyển nữ Việt Nam sẽ quyết tâm thi đấu vì màu cờ sắc áo, giới thiệu với người hâm mộ thế giới về bóng đá Việt Nam.